số 48 xin kính chào quý khách nhé. Và hiện tại là 10 giờ trưa ngày 21 tháng 5. Và thì tôi đang rất hân hạnh được đón hai bố con anh Trọng ở xã Hương Cần cháu nhỉ. À, cháu ở xã Hương Cần nhỉ. Hương Cần Thanh Sơn và ra để duyệt bộ thập thờ trên 20 vũ vụ đây. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 5 của năm 2020. Thì rất hay nhạc ở đó hai đứa con anh Trọng, đây là con gái anh Trọng. Anh đang ký duyệt chiếc tập thờ trên 20 chất liệu vũ vụ. Và tôi hướng cần sang cái tờ tôi là tương đối là xa, tầm 60 cây số. Còn dù trời hôm nay rất là nóng, nhiệt độ tới 38 độ C. Và anh không ngại nóng mà anh đã vượt qua 60 cây số để đến cơ sở đội vũ 8 đây để đánh giải chiếc tập thờ chân 20 chất liệu vũ vụ. Mà đây trên này quý vị đây là anh Trọng nhé. Đấy, chiếc tập thờ mai điểu. Mai điểu chân 20 vũ vụ rồi. Nó phun nước lót rồi đi, phun nước lót rồi đi chưa trên bóng. Đấy, anh đã ký rồi, cái này quý vị để đánh chậm. Thế cái tầm độ 3 hôm nữa em trở vào anh nhá. À, 3 hôm nữa. Hôm nay cái này em để giáp lượt nữa là nó phun bóng rồi. Trong kia tôi đang hoàn thiện một bộ ghế nghe bảo đảm cực 15 chất liệu hương đá đấy, người vị khách hàng ở Tuy Lộc. Và quý vị nào muốn cầu dùng tập thờ những quần trọng ở Hương Cần Thanh Sơn này thì xin liên hệ với sở đội vũ 8 nha. Cơ sở đây có cơ sở 0987 0806 là cơ sở tại xã Văn Cúc của quận Liên Triều Phú Thọ. Truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com quý vị nhé để biết nhiều các sản phẩm mới hơn. Đây đang hoàn thiện nghe bảo vệ hương đá. Rất chi là rộng nhé. Cơ sở tôi là ngàn mét vuông thì cần lắm đặt. Rất nhiều đồ gỗ. Quý vị nào có nhu cầu dùng đồ gỗ thì sẽ được tìm hiểu nhiều hơn về đồ gỗ nhé. Để khi cập vào website đồ gỗ tùng 8.com ấy, trong đó tôi có rất nhiều các video về các sản phẩm mới và các video phân tích về loại gỗ. Và thì xin cảm ơn quý vị nhé, hẹn gặp lại clip sau nhé.